Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video ra về búp bê các bạn ạ. Phim búp bê thì tuy nhiên là học đường nổi loạn tập trước ấy, mình quên mất rồi. Mình chăm chú làm video các bạn, mình quên mất rồi, mình không làm. Thôi giờ bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nhé. Ngày hôm sau, các em có thấy lạ không? Hôm nay chúng ta sẽ chuyển tới một lớp học mới. Đây là lớp học mới của chúng ta các em ạ. Ôi cậu ơi, thật là tuyệt. Em ước là em có thể đến lớp học này rồi. Nhưng tại sao lớp mình lại đặc biệt mà được chuyển tới lớp học mới thế cô? Hay mà, thật ra vậy lớp mình là một lớp giỏi. Vì thế nên thầy cô hiệu trưởng đã chuyển cho lớp mình đến đây để học. Wow, thật tuyệt. Trời ơi, thật là tuyệt. Các bạn này nói nhỏ thôi, mình và chị Aki chính là con của cô giáo mà. Tuyệt thật cô nhỉ. Tuyệt thật cô nhỉ cô ơi. Ừ, tuyệt lắm các em ơi. Khoan lại thưa cô. Sao vậy, Ami? Cô ơi cô, tại sao bạn ấy nói leo vào mồm cô? Vậy mẹ cô cũng để yên vậy cô? Để yên vậy cô không được làm như thế chứ. Ami, cô xin lỗi nhé. Cậu không được nói leo nghe chưa? Lasky. Đúng rồi. Đúng rồi đấy, con nhỏ này. Hôm nọ tao đã đánh mày mà chứ chưa hả? Mình xin lỗi nhé. Mình sẽ không làm vậy đâu. Ôi, cậu này, em biết tính các cậu ý như vậy rồi, các cậu lại còn cứ nói leo cơ. Sorry. Mày nói như vậy là xuông hả mày? Đợi đợi, ta chờ mình sẽ biết tay tao. Thôi được rồi các em, bây giờ các em bắt đầu học bài. Em nào đứng dậy cho cô biết giá trị của số bi nào. Giá trị số bi sao? Giá trị số bi à? Giá trị số bi á? Hả? Mình không biết, trời đất ơi. Sao bây giờ? Trời ơi, cứu tôi. Em biết thưa cô. Rồi, mời em Ami nào. Vậy thưa cô, giá trị số bi. Hồi trước cô nói vậy rồi đấy, sao cô lại còn hỏi tụi em à? Dạ, thưa cô, đáp số là 12. Tốt lắm Ami, em đã làm đúng mà em ngồi. Tuyệt vời. Còn giỏi rốt nát. Thôi được rồi các em, bây giờ là đến giờ giải lao. Trang. Yeah, đến giờ giải lao rồi. Ý, con nhỏ kia. Mày biết mày vừa làm gì tao không? Tớ cái đầu mớ mày. Đáng ghét vừa thôi nhé. Mày dám nói leo, mày còn chưa đưa tiền cho tao đó nha. Chết mày đi. Mày nhớ mặt tao đấy. Mày biết chị tao vừa nói gì mẹ? Đi mua cho tao khô trà sữa về nhanh lên. Hai không nghe chưa? Con nhỏ này, ai biết nói leo. Động vào con gái cô dép chi.